Bảo Trung xin chào tất cả quý vị và các bạn trên kênh Danh Hài Bảo Trung nhé. Hôm nay là Bảo Trung quay chương trình tập lục 3, cũng có toàn bộ anh em nghệ sĩ ở đây. Đây rồi, đó, 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 anh em nghệ sĩ, vòng vòng. À, Châu Thanh cũng mới về tới, Khư Dừa cũng mới về tới. Sáng nay chính thức là khai mái chương trình tập lục. Bảo Trung đang cúng tổ. Mong rằng tổ nghiệp phù hộ cho Bảo Trung quay tròn ngày nay. Chương trình tập lục 3. Anh em có mặt đầy đủ hết trơn cái trời để mà đốt nhang tổ cái rồi bắt đầu quay. Anh em ơi, đốt nhang đi cưng ra anh em đốt nhang trước đi em gái. Hai chồng. Em là Phương Linh phải không? Đó là Phương Linh, đó là Tùng, Bảo Tùng đi, em Bảo Trung nè. Rồi anh em đứng nhanh đi anh em ơi. Thanh Bắc. Rồi. Cái này phải mở ra chứ. Mày đậu như tao tưởng là bị cái gì. Nó chơi hay kinh. Sợ nắng phải không? Hello, hello cả nhà nhé. Rồi anh em vô đốt nhang. Anh này là, chắc là quý vị không quên đâu, anh Bảo Tuấn là có cái chùm tóc kỳ quá. Yeah. Việt Mỹ. Khanh đi đốt đi cưng. Hãy đốt trước đi Hải ơi. Hãy đốt trước đi. Đưa tuổi đi tuổi cầm chứ. Trời đốt một nắm nó sao được. Đất cắm dưới này nè, ở một cây thôi. Đất cắm dưới này không để không nên nó cắm một vòng đây nè. Để mà quay cho nó cắm khẩu đất 3 cây. Cắm rồi. Vô đốt ngang đây. Từ ra cái khổ quá. Đất dài lúc nào cũng lúc sau mà chưa đốt ngang đủ một về. Bảo Trung được tặng chiếc xe này. Rồi hôm nay chiếc xe này sẽ có mặt trên cái trường quay. Xe này mà tôi đi tôi chạy vòng vòng ngoài đường ta tưởng tôi bán cái số nè. Đấy. Anh em đốt nhang đi. Anh Thức vô đốt nhang anh Thức. Trời ơi, đạo diễn kỳ quá. Đây là đạo diễn Duy Thức. Ông giái mà ông giái cho đừng bị Bảo Trung chửi, tại vì lần nào làm cũng bị chửi hết. Nó giái là hay bị chửi ít thôi. Chửi ít thôi. Dạ. Ý mình nó tao hổn cái gì? Ok. Hôm nay là khai máy đầy đủ anh em nghệ sĩ lại tới, nhưng mà còn thiếu 3 nhân vật quan trọng, 4 nhân vật quan trọng. Là Ngọc Phụng Bơ Rô, Nam Danh Ca Châu Thanh, rồi Khương Dừa, rồi Tấn Beo. Mấy anh đó chắc hôm coi đá banh hay sao giờ này chưa vậy. Thôi có nhiều cúng nhiều đi, lát mà anh lại là quay sau. Nãy ơi, anh cho em mượn cái quẹt anh Hải, đốt cái đèn cho cháy sáng lên coi. Ở đây chuẩn bị là cái nồi bánh tét cũng là đạo cụ. Lát sẽ nấu bánh tét bánh chưng. Là tại vì cái hôm nay quay á để mà phát Tết trong chương trình này. Chuẩn bị Tết rồi. Và bánh tét bánh chưng đầy đủ hết, làm cho giống Tết chút xíu. Mặc dù cái này là bánh tét cảnh Tây Đô mới gói đêm hôm. Ăn giống gãi răng lắm á. Với ống nước gì trong này không hả trời? Ôi, vô đốt nhang đi.
Có hai chiếu không à, mà đi một tiếng rưỡi. Rồi đóng chai này con. Đưa cho anh Trung cái nhang đi. Đây là Hải Y Trung. Thì mình lo đóng chai này mà ta nói mình cũng gật đầu nữa. Không thành tâm như thế chứ. Dông bà Trung không? Cháu bà Trung. Cháu ruột. Nào cũng ruột hết á. À Duy Thức ơi. Dạ. Thì tí nữa là cái nhưng mà ngược sáng là sao quay ta, cái này tính quay cho Ngọc Phụng đứng đây nó hát nè. Một chút xuống là anh nắng. Hay không. Hay là mình quay về nè Thức. Máy mình đặt đây là Thức. Đặt đây cho Phụng đứng đây nè, nó xéo xéo rồi nè. Là thấy cái bé rau rồi thôi. Đúng rồi. Ừ. Châu Thanh thì bên đó. Châu Thanh thì hát bên đó. Còn diễn viên tập trung cho cái nhà đó nhiều hơn. Ok. À ok. Rồi có một hai cảnh thì nhớ là nhắc nhở bởi anh là có năm cái tiết mục ca sĩ thì giới thiệu chương trình. Nhớ nhắc anh quay mấy cái đó nha. Ok. Coi như là bữa nay đã cái cảnh này. Hài là lúc trước mình chỉ làm chung. Bên làm trong đó là... thôi, khu du di đó thôi. Ở đây là cái cảnh của Phượng Ngọc Phụng. Ở đó bên đó là Châu Thanh. Rồi đó là Tấn Béo hay là Hương Dừa đó, con tập trung ra chỗ đó giới thiệu chương trình. Ok. Dạ. Rồi. Hôm nay Bảo Trung xin giới thiệu với quý vị. Bảo Trung có mời được Phương Linh. Dạ. Phương Linh là bên tài tử đóng phim, bên phim. Thì em nó mời nó là em nó vui vẻ nhận lời tới đây chơi, nhưng mà ở đây là cái lại đây thì chương trình hài thôi đó. Phương Linh là không có hài được. Dạ. Nhưng mà có mặt vui vui thôi. Đây là lát nữa là Phương Linh phải ngồi nấu bánh tét bánh chưng ở đây nè, đó để mặt mày lên luốc à, đó khói lên thì dữ lắm luôn á. Đây là cái dùng của em hay quay diễn, lát diễn ở đây. Dạ, lát okay. Vị trí này của em. Ở đây vị trí này của em. Rồi lát hay vô ngồi chơi với tụi anh trong này lô tô. Dạ, luôn. Ok. Dạ, ok. Rồi. Hôm nay là quay cái cảnh nói về mùa xuân. Phải có bánh tét, bánh chưng nè. Cái bánh chưng nào nó dễ sợ không? Ai cảnh. Dạ. Nói nghe nè. Giới thiệu với quý vị đây biết là cảnh Tây Đô. Là hôm nay là nhờ cảnh Tây Đô thiết kế giùm... những cái nói về Tết, thí dụ như bánh tét, bánh chưng hoa mai rồi. Đây là cái chuyện bình thường thôi. Quý vị thấy toàn bộ khu nhà vườn này là do cảnh thiết kế. Cảnh Tây Đô thiết kế. Nè thấy nhà vườn à. Quý vị nào mà muốn có cái nhà vườn đẹp vậy nè, rồi làm cảnh để quay phim rồi đó, thì nhờ tới cảnh Tây Đô. Cảnh dạ là mấy xe ngựa là cũng em làm đúng không hả? Dạ anh. Ồ dữ. Anh em đoàn phim tới rồi, anh em dạ. Camera tới toàn bộ cái thí dụ như mình thiết kế sân khấu nè, thiết kế những cái cảnh mà nói về mùa xuân, mùa hạ, mùa đông về thì cảnh Tây Đô vẫn làm được bình thường. Nhất là những cái khu nhà vườn. Nếu bà muốn ra, người ta muốn liên hệ tới em là người ta liên hệ sao, số mấy? Dạ liên hệ tới cảnh thì làm thì liên hệ số là 0901 009 160. Không có nghe cái gì hết trơn, cứ nói chậm lại giùm tôi một cái coi. Dạ liên 0901 009 160. 0901 009 160. Ok, cảnh nhà vườn. Dạ. Hồi Bảo Trung kêu cảnh nhà vườn thôi, thì thật là có biệt danh là cảnh Tây Đô. Cái cảnh Tây Đô là có cái khu ở dưới Bến Tre chưa về quay ha. Dạ. Cũng đẹp lắm. Ở đây là anh em đoàn phim quay rất nhiều, coi như là cũng nhờ qua cảnh. Nhưng mà Bảo Trung riêng Bảo Trung thì anh em chơi với nhau với cảnh lâu lắm rồi, thành ra cảnh không lấy tiền cho người khác lại quay lấy tiền à, phải không? Dạ. Ok, có nghe vườn đã được. Mẹ hà ơi, cánh bông tét, hoa cúc hoa mai nở rồi. Có xe ngựa nữa kìa. Có thằng em tôi nữa. Là qua chút xíu cúng tổ xong quá trang ha. Dạ. Ok, rồi. Mình coi mai mốt có cái cảnh nào mà quay đi xe ngựa rồi cho đã không anh? Có kéo thôi chứ đi ngựa gì đó. Ok. Tết mà, Tết mà phải có bánh tét. Đó, vậy mới trong quê nữa chứ. Ủa cái này là cái cảnh này có con gà không?
Lát kéo cái chuồng gà vô đây nha. Dạ. Cho nó phong phú chút xíu. Dạ. Mà làm sao đừng bít cái rơm nha, nha Cảnh. Dạ, dạ. Sao quay Cảnh nấu bánh tét bánh chưng rồi đó. Đó chị. Để sao để coi coi. Lấy cái vụ qua đây đi. Em bên từ cái nhà này qua thấy anh nè. À. Rồi em đứng ngoài chỗ Hải á, đứng chỗ Hải. Mới thấy anh rõ anh. Đó anh đứng đó được rồi, ok. Rồi rồi, để im lặng ha. Để anh quay cái. Khoan. Em quay cái anh chạy ra khung em né nha. Mới là bị lia sao thế tao thôi. Rồi em quay từ cái nhà đó qua thấy anh chạy tới nha. Em xa xa chút em, xa xa chút cho thấy nó ấy chứ, ok. Anh Thanh ok chưa? Giờ đầu quay nói nghe em nói trước ha, đưa cái tay để biết rồi. Một rừng hoa mai nở, một đàn chim én đưa tin. Bảo Trung xin chào tất cả quý vị và các bạn trên kênh trên này Bảo Trung. Hôm nay chính thức là quay chương trình tập lục 3. Tập lục 3 nghe vào mùa xuân nhé. Và chương trình tập lục 3 xin được phép bắt đầu. Bảo Trung xin chào tất cả quý vị và các bạn trên kênh trên này Bảo Trung. Dạ xin chào quý vị giả của trên này Bảo Trung ạ. Ngồi bà con của bác mình nhiều sức khỏe. Ngồi kế bên đây là Khương Dừa nhiều chuyện. À. Rồi đây là Thanh Bắc. Đây là Việt Mỹ nó từng gắn bó với Bảo Trung là mười mấy 20 năm rồi. Ở đây là Y Trung là cháu nó đi là ai cũng làm hết. Và giới thiệu hai vị đặc biệt nè là anh Tùng là chủ doanh nghiệp. Tùng Trung hả? À, Bảo Tùng tức là đệ tử Bảo Trung. Đây là Phương Linh. Cả nhà nha. À, chào đàng hoàng coi. Dạ. Chào cả nhà. Phương Linh là một diễn viên ở bên điện ảnh nhưng mà có làm một cái chương trình này để hôm nay là không phải là Bảo Trung quảng cáo đâu, mình ngồi không quảng cáo đâu mà chia sẻ. Dạ. Chia sẻ cái gì hay theo Bảo Trung biết là Bảo Trung đã xài rồi. Thí dụ bây giờ đi quay phim. Cũng xài mỹ phẩm đó, hả? Có trời không xài sao được. Đi quay phim mà nổi mặn đồ á thì cũng có mỹ phẩm để mà xài nữa. Thiệt hay hay lắm á, anh xài rồi. Dạ. Ừ, đó. Rồi, đó đâu có giá em giới thiệu cái mặt hàng đó coi. Bà cái này là cái mặt cái mặt. Dạ. À, cái giới thiệu mà cái sản phẩm mà để nổi mặn cái đồ đó mình xài rồi đó em là chỗ nào có chai đây không? Cái sản phẩm đó thì ở chị? Trên xe mất tiêu rồi. À. Nhưng mà thay vào cái đó thì sẽ có cái xà bông chàm chà này. À. Cũng là sản phẩm dùng để tắm nè. Sẽ giúp cho mình tránh cái tình trạng bị nấm ngứa nổi rôm sảy á, em bé hoặc là người già cũng có thể sử dụng được luôn cả nhà. Ủa cái bọc trà này làm gì em? Cái đó là thuốc giảm cân á. À giảm cân. Dạ. Thôi này anh không xài đâu, tại vì anh quá giảm rồi. Bây giờ nếu bạn xài nữa thì anh nốm nữa. Dạ. Cái này phải để cho tết nhất là mấy chị cần làm đẹp á thì tranh thủ dùng để ăn tết cho mặc đồ cho xinh nha cả nhà. À. Em xài được nè. Cái gì? Đúng rồi. Đi quay phim đeo vàng ngứa. Hợp lý nha, cái này là hợp lý. Cái này không mà cái này đó, cái bọc trà này nó giảm cân phải không? Dạ. Cái giảm cân này là Khương Dừa uống được nè. Đi tóc luôn. Hôm nay mập quá rồi nè. Em đâu mập đâu. Sao mập? Em đâu mập bình thường. Mập bình thường gì? Đó. Cái này là bọc trà. Ok. Dạ. Ở đây là tất cả sản phẩm của Dr. Cell. À, cái của mình là cái gì? Cái chỗ nào? Cái địa chỉ? LT. Dạ, địa chỉ của mình là nằm 125A, đường 79 Tân Quy, quận 7 ạ. À. Dạ, cái đó là cái của mình là TL hay là LT? À, dạ, là LT. LT. LT Luxury. LT là LT L là Linh. Dạ. Mà T là Tùng. Đó, cho để cho người ta đứng sau, phải đứng trước. Đứng sau thì eo, thì eo. Em chờ đó. À, cái địa chỉ của mình nó lại gì mà anh cái ai? Dạ, địa chỉ của mình nằm ở 125A, đường 79, Tân Quy, quận 7 ạ. À. Nếu quý vị muốn order, thì bây giờ hotline là gì? 0599991999 hoặc là vào cái số thứ hai là 0345629999 ạ. À, rồi anh có cái ý kiến gì trong này không? Lẹ lẹ đi đang quay. Quay chương trình dài lắm mà quay tới chiều tới tối luôn. Dạ bà con bác thân mến, hôm nay thì mấy anh em Khương Dừa đang có mặt ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Dạ để quay cái tập lục thứ 3 của anh Bảo Trung. Dạ.
Anh giới thiệu chưa? Rồi. Anh giới thiệu rồi hả? Chưa. Dạ, hôm nay thì có Khương Dừa với anh Châu Thanh với lại anh Tuấn Bao nữa anh. Rồi. Dạ, rồi ai nữa anh? Rồi Ngọc Phụng. Ngọc Phụng rồi. Việt Mỹ Thanh Bắc. Dạ. Y Trung Bảo Tuấn. Dạ. Cũng đông lắm anh em, đông lắm. Bây giờ thì quay thì Vũ Di. Dạ, Diệu Thắm. Phát Tết. Linh rồi. Với anh Tùng có không anh? Có chứ, Linh phải có chứ. À, để chuẩn bị phát Tết tới bà con bác, nói chung là chắc cũng phải làm Tết, giờ tới Tết phải làm nhiều sản phẩm để gửi tới bà con bác cho anh. Đương kiếm, nhiên. Kiếm vài bài hát đồ. Thì anh với em thôi chứ dạ. Đâu biết gì đâu. Dạ à. Chứ. À bữa nay là tôi bán cơm tấm không mà không có. À, quên giới thiệu cơm tấm nữa. Quý vị có đang đang nhớ ghé số 7 Phan Chu Trinh nha, cơm tấm Bảo Trung. Bữa nay quay có cơm tấm ăn không nè? Không, xa quá đi về không được. Về, về đâu rồi ngồi đám ăn. Nó có cơm tấm ăn mới đi quay. Ừ. À, bữa nay mời đặc biệt mời được cái diễn viên điện ảnh này vô nè. Dạ. Mà để lát là thử giọng luôn. Dạ. Chết rồi. Giọng Linh thôi khỏi thử anh ơi. Sao vậy? Để vậy nó để người ta tưởng tượng ta cũng còn hy vọng chứ. Đấy, giờ ở ngoài các em nói em gái tôi hát được lắm chứ bộ à. Chứ Linh có đóng phim bữa đây đâu phim cái phim mất mạng em quay ở Đồng Nai đó. Yeah. Ủa vậy hả? Dạ. À, đóng chung với em đúng không phải không? Dạ, tính ra lần đầu tôi cũng đầu đóng phim luôn á. Lần dạ. Đầu đóng luôn á. Dạ. Dạ. Phim đầu dạ. Tay luôn. Phim đầu tay hả? Dạ. Dạ nhưng mà lúc đó đẹp bà đóng phim là mặt này ăn ảnh đó mà. À. À, rồi còn cái chai gì đây? Giờ gội đầu nắm nè. Bữa giờ là anh xài cái chai này nè. À, coi coi. Coi đầu quá không có. Coi đầu có gạo không? Giờ sao là cái đầu gạo không à? Bây giờ đi ra làm thử coi có hết gạo không? Giờ gội nhiều á. À, giờ gội mọc tóc. Dạ. À. Kích mọc tóc. Dưỡng tóc, kích tóc. Để coi ở đây mà. Để coi kiếm người coi ở đây chưa có ai chưa tóc tai còn nhiều lắm à, còn nhiều lắm gào gào chọc đó 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 không đầu chọc lắm tới xe ngọ luôn rồi ông cái những cái sản phẩm của Dr. Cell được quá tốt quá tốt. Ý là tôi muốn hỏi cái chai nãy giờ tôi đĩa cái chai này nè. À. Cái chai này là cái gì đây nè? Đây là chai tung nờ. À, giúp cân bằng độ pH trên da. À, dạ, nó sẽ giúp làm sạch da đó. Nhưng mà cỡ da này dạ được luôn. Không không được, da đâu sạch nổi rồi, sạch không nổi đâu. Da này như da trâu. Lấy xà bông á. Cái này là đồ của phụ nữ. Không, đàn ông xài được luôn anh. Được không? Dạ được. Được, tôi nói được mà. Dạ. Đồ ông nội nó kiếm gì nữa. Cái chai này là lạ nè, quá chai đây nè. Trời, chai này thì thôi khỏi bàn luôn, chai này là đang hot hit một hơi hả? Dạ. Hơi hết gì. Ở đây làm gì em? Cái này là chuyên đặc trị mùi hôi cơ thể. À. Đó, chuyên dùng để trị hôi nách, hôi chân đó. À à. Hay đó cái này cũng này nhờ hay. Phim của anh mà em có cơ duyên gặp anh Thép đó. Nên cái sản phẩm này là anh Thép đang đang được độc quyền nè. À vậy hả? Dạ, sạch hôi nách, hôi chân. Ở bữa nào tôi gặp ông gì? Xài đi anh bữa giờ. Ông Thép. Cú Lâm Thép. Dạ. À, bữa nào gặp ông bữa coi. Anh đây nè, anh không lo. Anh xài đi, đóng phim bán được chứ không nổi. Cái này thì chỉ diêm cánh đó hả? Dạ, diêm cánh. Diêm bằng cánh. Nhưng mà bây giờ cái này cũng có người độc quyền rồi. Cái này là của ông Thép độc quyền rồi. Dạ. Bữa nào tôi gặp ổng bữa coi. Ổng không gặp tôi là không được nha. Cái vụ này là ông độc quyền không chịu rồi. Tới đây tôi độc quyền chứ sao ông độc quyền. À. Nhiều quá, nhiều sản phẩm em cũng bán mỹ phẩm, em bán gì đây ra. Ừ, muốn bán gì bán à. Bây giờ không phải là anh em mình hùng đi. Hùng mở hùng mở kia chứ nhắn kem chống dục chắc ăn à. Nữa tại giá chết cà phê tại mình thoa lên là làm sạch dạ đúng rồi nó tẩy sẽ chết làm sạch cái lớp sừng á có trộn gì nữa không kem chống dục mùa World Cup. Ủa cái này là tẩy da chết hả? Dạ. Một tuần tẩy lần hai lần cho đánh bay da chết. Da chết dạ. Nói chung phụ nữ người ta nhiều bước từng bước dạ nhiều bước lắm biết đâu mình đâu có thời gian đâu mình làm bữa hai bữa mình trên là biến á. Em cũng bữa cũng kem chống nắng đâu các kiểu bây giờ thôi dục luôn rồi. Bây giờ thành kem chống nhục rồi. Cái này là những nhãn hiệu của Dr. Cell mà Phương Linh là đại diện phía Nam. Dạ. Thì quý vị cứ gọi điện hotline cho Phương Linh nhé. À, thôi bây giờ Bảo Trung xin chào tất cả quý vị trên kênh Nhân Hài Bảo Trung. Dạ. À, nhớ ủng hộ Bảo Trung, ủng hộ Phương Linh, ủng hộ Khương Dừa, ủng hộ tất cả anh em mọi người. Ha. Ok. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ. À. Nhớ đăng ký nha. À, tập lục 3 của Danh Hài Bảo Trung nha bác. Nãy giờ quên giới thiệu. Ngày mấy anh? Chưa giấu ngày. Ngày mùng 1 Tết nha bác. Bậy đi, bậy tao phát trước mà. Ngày 30 Tết nha bác. Bậy. Ngày 23 Tết nha bác. Ba đồng táo nội. Nhiều chuyện quá, để cái chuyện của người ta.
bật mí cái là trong chương trình tập lục kỳ này sẽ có đứa em Boro Ngọc Phụng là cũng là quán quân, nó hát rất là tốt, Bảo Trung chọn những người hát tốt, rồi có Vũ Di nè, rồi có Diệu Thấm nè, có Trường Sơn nè, rồi đặc biệt nè là ngôi sao điện ảnh Phương Linh, rồi Khương Dừa nè, Thanh Bắc nè, Việt Mỹ Y Chung nè, rồi đặc biệt là có anh Ba Bèo, Tấn Bèo sẽ chú xíu nữa sẽ tới. Trong chương trình này rất là phong phú, nhất là Châu Thanh rồi ca dụng cổ, lát anh giới thiệu Châu Thanh cái nha, giới thiệu câu dụng cổ của bài dụng cổ của Châu Thanh á. Ok, thôi Bảo Trung chào tất cả quý vị nhé, hẹn gặp lại. Ok. Nhớ hồi đó tao quen với má mày, mày xách cây bê rượt tao. Tao về nhà tao, tao mét má tao, tao nói má mày về tao.